của ông sáu chủ. Dạ. Rồi sau thời này nữa, mấy hồi năm 78, 79 mấy ông này vô lấy là rồi cúng kiến được nó cũng không thấy. Rồi sau này nữa nó mới linh. Dạ. Nó linh thiêng là bà ba, là bà ba của bà ba một mắt gì ba biển ở đây nè. Dạ. Hồi xưa là bà quét dọn đây bà cúng. Dạ. Linh lắm. Dạ. Là bà giái nha, bà đang ngồi trong này nè, là đó bằng cây nha, giái bà xây ra là gắn. Có cặp gắn ở bên đình ở bển là qua đây. Ồ. Bà lết không á. Vậy đó. Nhưng mà cái là lên mình ha, làm ăn ha, cái gì làm mình giấy bệnh hoạn này kia rất là linh. Vậy hả cô? Ừ, giấy tờ ha, mình mất cái gì mình giấy ha. Với như cô Diễm đây là nào giờ cô Diễm có gian giấy điều gì mà cảm thấy linh thiêng không? Có, cô Diễm giấy giả tỷ như bệnh hoạn này kia, trước tiên ra giấy thì mình giấy cho dạng gia bá tánh. Dạ. Bình an hết, có cơm ăn áo mặc hết, cho dạ. Non nước thái bình. Dạ. Đó. Sau nữa gia đình mình trông ấm ngoài em cho dạ. Con cái nó mận ăn, có công ăn chuyện làm đồ này kia. Nghe anh Sơn nè, với chị Diễm ở đây cũng linh á. Dạ. Cũng có bà chị bệnh đó. Bà bệnh, bệnh gì vậy chú? Ung thư buồng trứng á. Dạ. Nhưng mà lúc đó là đi thử thì mổ mới được. Bệnh viện ta nói là coi như là bị ác tính á. Dạ. Là mổ là không được. Nhưng mà cũng thấy chị cũng yếu rồi. coi như là 10 phần mình nghĩ bà còn chỉ được có 2 phần sống thôi. Trời. Nhưng mà mình cũng cầu nguyện vàng giấy với dạ. Thuốc rồi này mình không biết là cái nào hay mình cũng không biết. Ồ. Nhưng mình có giấy một lần là na chị mình rất là khỏe. Này khỏe rồi nha bác sĩ mẫu được rồi đó. Mẫu được là chỉ là một lần à, còn dạ. Một lần sau là qua Tết là mẫu nữa. Vậy là cái gốc cây này là trái bao lâu rồi cô Diễm? Cái này trái lần thứ hai, trái lần thứ nhất cũng 7-8 năm rồi hả? Ổng chết là 7-8 năm rồi. Đúng rồi, 7-8 năm rồi. Hồi dạ. Mình về đây vậy 7-8 năm rồi. Vậy có nghĩa là túm lại là trái hai lần rồi ha? Trái hai lần. Đây là cái gốc cây nè cô bán chị. Dạ. Như tôi có viên trái với cây bàn nè. Cô thấy hả? Bữa đó 1 giờ mấy đi ra, bữa gầm tháng 10 luôn. Gầm tháng 10 mới đi ra. Dạ. Cái ba thằng BD đó ra nó cúng ngoài đó đó. Dạ. Bắt đầu tự nhiên tôi đi ra, tôi nói thôi để đi ra đốt nha miễu này gầm. Dạ. Ra đó nha, trái lụp bụp nha, lụp bụp bụp nó bà nội này bà đốt gác ở đâu mà nó trái dữ ra thấy hòa thôi hòa lên. Dạ. Rồi cô mới ra ngoài. Vừa chạy mà chạy hai cái cẳng chạy không nổi luôn á. Dạ. Rung á, nó trời đó coi trái nữa rồi. Ra kêu chòm sớm đó rồi điện cho công an khu vực này nè. Dạ dạ. Ảnh điện lên xã. Có nghĩa là cái cây này dạng như là cũng lớn, nó bự quá trời hả cô Diễm hả? Ừ. Dạ. Cái điện cho chị Quyền đó. Dạ. Đây là bà con bác. Gốc này nó lớn dữ lắm, chiều đường kính Phú Nghĩ chắc khoảng 3-4 mét gì đó. Nè. Lớn dữ lắm, lớn nè. Nè. Đó mà cuối cùng vẫn còn một cái khúc này bên đây nó sống nè cô chú anh chị. Nè. Đó. Bên đây thì có một cái cây keo nè. Cái này cây keo phải không cô? Phải không? Cây keo nè ha. Đây cây keo nó lớn rồi các anh chị đó. Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Phú đang đứng ở nơi một cái chỗ rất là linh thiêng ở tại thành phố Bến Tre của anh chị. Đó là có một cái miếu với lại có một cái cây bàn. Thì cái bàn này thì Phú nghe nói là tính ra nay là cũng gần hơn 100 năm rồi các anh chị. Cái bàn này ngày xưa là nghe nói là nó cao, nó che hết nguyên cái toàn bộ khu vực này luôn nè. Nhưng mà nghe nói là như là nó bị gió bão hay sao đó rồi nó gãy. Nhưng mà hiện tại giờ là à, cũng còn các bác chị, ở trong là cái lỗi không à, nhưng mà nó vẫn còn nè. Ở đây là có một cái miếu, ở nghe nói là cái miếu này cũng rất là linh thiêng bà con bác. Thì nghe bà con ở đây cũng kể, cũng cái miếu này cũng rất là linh thiêng. Phú cũng sớm cũng vô trong đốt nhang rồi, thì cũng xin phép tới để chia sẻ cùng Phú để khám phá cái nơi đây nha các bác chị. Đây có một cái miếu nè. Đây bà con bác thấy có một cái cây bàn rất là lớn luôn. Rồi con chào chú Sơn. Chú Sơn bây giờ cũng khỏe hả? Khỏe. Dạ. Chú Sơn cho con hỏi thăm là cái cây bàn này là có lâu chưa vậy chú Sơn? Cây bàn này theo chắc khoảng chừng cỡ một tầm mấy, tầm rưỡi tới 2 tầm năm cái bàn này nè. Ồ vậy đó hả chú? Xưa. Lớn quá trời. Lúc đó trước mười mấy hai chục năm trước con thấy như là cao mà nó tỏa ra hết xung quanh đây, nó che hết trơn không chú Sơn? Rồi người ta tới người ta cúng cái người ta đốt nó cháy. Cháy giờ còn sống cái phần da không
Vậy thôi chú, đâu chú vô dẫn con vô sống phần da chứ ngày xưa con thấy là nó rộng và nó lớn dữ lắm luôn á chứ. Thì vậy nè đó, wow, người ta cúng người ta đốt, người ta về á, cái người ta không hay bỏ nó cháy rồi cái nguyên cái bọng tông nó mục nó, trời nó ơi, nó cháy hoàn toàn hết, là xe cứu hỏa vô cứu, cứu hỏa vô cứu luôn. Ừ, chứ đâu có ai chứa xiết, xe xịt nước vô nó xịt tên xịt xuống như cái ống khói. Ờ, con thấy cái đường kính của cái cây bàn này sao mà nó tầm khoảng cũng cỡ 3-4 mét rồi chú Sơn ha. Ờ, hơn chứ, cả hơn chục hả? Mét luôn, cả chục mét. Bàn không, cái đường kính á, cái đường kính của cây gốc á chắc 150-200 năm cái bàn này nè, nó là có từ hồi xưa giờ cái miễu mà lý do tại sao mà cái cây này nó ngã, nó đổ bị chú Sơn? Bị gì nó, cái vấn đề thứ nhất là một bên đây nè, cái nhánh nó bự á, nặng, nó ngã về mấy bên sông. Cho nên nó ngã nghiêng, cho nên là gió rồi bắt đầu là nó ngã phải không chú? Nó nghiêng từ từ, giờ nó còn sống một phần da không à. Dạ. Thì nói đúng ra thì cái miếu này nè, sao con thấy hả, nó có còn phần da không mà sao nó vẫn còn sống ở đây nè chú Sơn ha. Sống bị nó cái nó sống rồi cái da. Dạ. Nó chứ nó không, lớn thân, cái bọng nó không còn, nó mục. Dạ. Lâu quá nó mục trong bọng. Chứ ngày xưa con thấy con đứng ở trên cầu luôn mà nhìn xuống cái là nó che hết khu vực này luôn mà nó rất là rộng, phải chừng đâu mấy chục mét hả cô vậy mà. Nó rộng dữ lắm. Còn, dạ. Còn cái miếu này á, thì bà con á, có giấy thì cũng có cái người hạp linh. Dạ. Chỉ có người không hạp. Nó thứ nhất là giấy mà ngăn. Dạ. Thứ hai nữa là giấy đi nước ngoài. Ồ vậy hả chú? Thứ ba nữa là dạng cũng như là bệnh hoạn. Dạ. Là tai qua nạn khỏi cái miếu này. Miếu này. Đó. Vậy thì đó. Đó là cũng có một cây linh. Dạ. Đó. Như ở đây là mình thờ ai vậy chú Sơn? Đây là như bà chú xứ. Này là cái gốc này cũng ở tên Châu Đốc á. Ồ vậy hả chú? Châu Đốc. Dạ. Cái núi Châu Đốc á chia nhánh về đây. Dạ. Chia nhánh núi cái miếu này. À là nhưng mà cái miếu này là có lâu chưa chú Sơn? Cái miếu này nó đã sập. Bị nhánh bàn rớt á. Dạ. Nó sập. Dạ. Rồi chú mấy nói hồi giờ có những người nào mà lớn á. Dạ. Là để xây mâm tàu, xây đồ á, những cúng mâm đèn. Dạ. Rồi mới dám mà lập cái miếu này. Ồ. Lập lợi xây. Hồi đó nó bằng cây. Bằng cây. Rồi sau đó là cái cây bàn nó đè rồi bắt đầu nhánh bàn sập. Nó sập rồi bắt đầu cái mình mới làm lại. Hôm bão số 5 nó rớt sập. Rồi gió tôi làm một cái đồ. Cái mấy giấy vàng đầu kia mấy người mà cao tay ấn á, người dạng như có rượu quan rồi á. Dạ. Đúng không? Dạ. Giấy rồi cũng cúng nha rồi hát bội rồi đây ạ. Vậy luôn hả? Hát bội rồi đây ạ. Rồi dạ. mấy lần này mới dám làm. Dạ. Đúng rồi, chú đứng ra chú làm cái miễu này với ông thợ. Hai người. Vậy đó ha, hai người ha. Hai người làm cái miễu này. Dạ dạ. Rồi giấy vàng rồi này kia nọ, mấy người mà lớn á. Dạ. Đặt mấy con kia chứ hồi xưa là cây. Chung cây đó ha. Chung cây. Dạ. Ôi con nghe nói như là bà con đây con cũng nghe nói như là cái miếu này cũng rất là linh, mà không biết là linh như thế nào vậy chú Sơn? Thì chú Sơn có thể kể theo mà giấy. Giấy là ngồi đi. Giấy mà ngang. Cô chú ngồi đây luôn đi. Thứ nhất là giấy mà ngang. Chú Sơn cô Dũng ngồi đây luôn. Cô Dũng ngồi đây đi. Rồi cô làm đây đi. Rồi. Thứ nhất là giấy mà ngang, thứ hai nữa là nguyện bệnh hoạn. Đó. Thứ ba nữa là bên này khi nọ là có người giấy linh. Dạ. Có người không. Có nghĩa là người nếu mà cái người nào hạp giấy linh thì cũng có kết quả. Đúng rồi. Như chú Sơn đây là nào giờ là chú Sơn có gian giấy gì không chú Sơn? Thì chú giấy là thứ nhất là nó mạnh giỏi. Dạ. Thì có công ăn việc làm, tổ địa đồ bà đây nè. Dạ. Thì thứ hai nữa cho con gia đình nó êm xuôi vậy á. Đó. Nhưng mà linh không? Chứ còn mà theo chú biết là cái bản thân chú này, hiện bây giờ chú ở đây á. Dạ. Chắc có lẽ là 10% bởi vì cái đồng ngân nó vô nó không có nhiều, nó cứ có hoài. Có nghĩa là chú có giấy là giống như là làm ăn nó có đồng ngân vô hoài hay sao? Vậy á thì chú bản thân chú nha. Dạ. Là chú không muốn nhiều nha. Thì giống như là chú muốn đồng ngân là có điều hàng ngày thôi. Đúng rồi, có hàng ngày dạng vậy xui khiến gì cái nó có phải không? Nó có ngon. Dạ. Chú ơi, nó có nghĩa là cũng mấy năm nay, bao nhiêu năm nay là chú chuyển ở đây là chú gian giá này kia là nó có hiệu quả phải không? Hiệu quả. Dạ. Còn như cô Diễm đây như là con nghe nói cũng cô Diễm có gian giá. Cô Diễm ở đây là cũng như ba đời rồi đó. Ba đời rồi hả? Dạ. Nếu mà đời con nữa là 4 đời. Ồ, cô Diễm có thể chia sẻ hả cô Diễm? Cũng như là cây bàn này đó là bà ba, cũng như thời xưa là của ông xã Bãi, rồi sau là của ông sáu chủ. Dạ. Rồi sau thời này nữa mấy hồi năm
7, 8, 7, 9 mấy ông này vô lấy là rồi cúng kiến được nó cũng không thấy, rồi sau này nữa nó mới linh. Dạ. Nó linh thiêng là bà ba, là bà ba của bà ba một mắt gì ba biển ở đây nè. Dạ. Hồi xưa là bà quét dọn đây bà cúng. Dạ. Linh lắm. Dạ. Là bà giái, bà đang ngồi trong này nè, là đó bằng cây nha, giái bà xây ra là dạ, có cặp gắn ở bên đình ở bển là qua đây. Ồ. Bà lết không á. Vậy đó. Nhưng mà cái là mình ha, làm ăn ha, cái gì làm mình giấy bệnh hoạn này kia rất là linh. Vậy hả cô? Ừ, giấy tờ ha, mình mất cái gì mình giấy ha. Như như cô Diễm đây là nào giờ cô Diễm có gian giấy điều gì mà cảm thấy linh thiêng không? Có, cô Diễm giấy giả tỉ như bệnh hoạn này kia, trước tiên ra giấy thì mình giấy cho dạng gia bá tánh. Dạ. Bình an hết, có cơm ăn áo mặc hết, cho dạ, non nước thái bình. Dạ. Đó. Đó, sau nữa gia đình mình tông ấm ngoài em cho dạ, con cái nó mận ăn, có công ăn chuyện làm đồ này kia. Dạ. Có nghĩa là cũng gian giá như điều đó thì ừ, cũng có linh thiêng phải không? Linh, giấy tờ, cô làm giấy tờ gì không được hay là cô giấy như hồi xưa mấy dì, có bà dì thứ tư cũng với bà chị là giấy làm giấy tờ là linh dữ lắm linh. Là làm là im xuôi ha, ừ, ngon làm linh đó. Lắm. Dạ. Ừ. Tại người ta không biết sao mấy người mà xì ke đổ vô đây chứ nó ấy đồ nó tập tung người ta sợ người ta không dám chứ. Nhưng mà giờ còn không cô? Giờ là giờ, bớt kìa. Hết rồi phải không? Giờ hết chú rồi. Gao này rồi nó không có dám vô nữa. À, như chú Sơn đây là giờ là nhang khói nước non này kia là cúng ở đây hả chú Sơn? Đúng rồi. Mỗi sáng vậy thì ra ở vậy, xong ngủ, thì ra đồ, quét dọn đồ này nọ rồi. Mấy người ta cúng. Tự nhiên ai có lòng thì người ta lại người ta quét dọn người ta cúng ừ, ai dọn dọn ai còn mình dọn dọn còn ta. Nhưng mà dọn, cái chính là mình rồi, vẫn là đốt nhang với lại nhang hương khói nước ừ, nồi này kia ha. Ừ, chị Tư ở ngoài thì nhà chị Tư Hồng á, chủ lò gạch đây nè là dạ, chỉ ra chỉ đốt nhang hàng ngày. Dạ dạ. Cậu Long, con chào cậu. Con cũng nghe nói là như là cậu cũng đến cái miếu này, khu vực này, như là nghe nói cậu cũng có giấy, gian giấy, cũng có linh thiêng đó cậu. Cậu có thể chia sẻ một phần nào đó không cậu? Dạ. Thì cũng nghe anh Sơn nè, với chị Diễm lên đây cũng linh á. Dạ. Cũng có bà chị bệnh á. Bà bệnh, bệnh gì vậy chú? Ung thư buồng trứng á. Dạ. Nhưng mà lúc đó là đi thử á, thì mổ mới được. Bệnh viện ta nói là coi như là bị ác tính á. Dạ. Là mổ là không được, nhưng mà cũng thấy chị cũng yếu rồi, coi như là mười phần mình nghĩ bà còn chỉ được có 2 phần sống thôi. Trời. Nhưng mà mình cũng cầu nguyện vàng giấy với dạ, thuốc này mình cũng không biết là cái nào hay mình cũng không biết. Ồ. Nhưng mình có giấy một lần là na chị rất là khỏe, này khỏe rồi, nhà bác sĩ mổ được rồi đó, mổ được là chỉ là một lần à, còn dạ, một lần sau là qua Tết là mổ nữa. Ờ. Nhưng mà bữa giờ là tưởng đâu là đấy đi rồi nhưng mà cũng ra đây cũng gian giấy là cũng có thấy chị bị chị cũng khổ á. Ở nhà trọ rồi này kia rồi có đứa cháu nó bị tâm thần nữa. Ờ. Nhưng mà bà chết sớm thì nhỏ nó cũng khổ. Dạ. Không biết ai nuôi nữa. Nhưng mà cậu cũng có gian giấy ở đây, cậu ra cậu đốt gian giấy bà chú xí nè. Dạ. À, với mẹ đâu đây thì thấy là từ đó tới nay là vừa là coi như có thuốc uống thuốc rồi này kia cũng đi bác sĩ này kia. Ừ. Thì nó cũng cộng lại 2-3 cái vậy đó, thấy nó cũng là coi như chỉ này chỉ khỏe chứ khỏe là à, khỏe cũng này lại phải không, mẫu này là xuất viện này được 3 ngày. Dạ. Như ở đây như là gần kế bên cái sông Hàm Luông thì nghe nói hình như là cái tâm linh giống như là những cái người mà chết trâu chết nổ này kia là nó có tấp đây không cô chú? Tấp đây nhiều lắm. Vậy hả? Ừ, tấp dữ lắm, tấp rồi hồi đó ha, cô mà gạch đây nè. Dạ. Tấp trâu nhang hồi trời ơi không thể tưởng tượng luôn á. Hồi nào vậy cô Diễm? Hồi xưa cũng như hồi năm 70 tới giờ á. Dịch biên á. Ồ, cái hồi năm dịch biên người ta đi dịch biên á. Hồi xưa mà ở tên đó có hang chuột á là đi ngang nó chặt đầu. Nhiều khi còn có con khúc vậy à. Nó gác lên cây bần á. Trời ơi, rồi ra tấp dài rồi mấy bà gì ngay chỗ cái bằng nhậu nãy á, có bà cũng nằm đó, rồi xin lên, rồi kéo lên đó, rồi quỹ ban nghe, kéo lên đó là để là thi thể kéo lên đó, rồi tẩn liệm đồ, bỏ đầu đem đi luôn, ngay chỗ mình nhậu ngang ngang đây nè, kéo ngang đây là chị Áo Tím nè, tại giờ mình kêu chị Áo Tím chứ chị giờ chắc cũng lớn tuổi dữ lắm, rất là linh luôn, linh dữ lắm linh, cũng như hồi đó cái anh đó, anh vớt lên, anh nói giờ tôi giới chị lên chị linh thiêng chị cho tôi túng tấm đặc biệt là ổng có đúng không túng tấm đặc biệt hồi xưa á hồi lâu rồi ha cô Diễm
rồi bị dữ lắm. Dạ, bị cái tụi ba tàu nó phá chìm tàu lúc ở cầu ở Dầm Te á. Dạ. Là bà già còn sống mà đứa con á thì chết. Dạ. Vàng địch vô đây nè, vàng địch đây mà chết tấp đây, ta lợi ta môi ta lấy vàng hết. Người ta nhét như nhỏ có cái đải ở dưới hán vậy đó, như cái quần xẹp vậy đó. Dạ. Cái bà già bị bắt không trung tâm ba á, lợi nó kêu nó con về nằm dưới gốc vàng á. Trời ơi, mấy xin ra tốt tên thành phố. Cái bà má nó tên thành phố. Dạ. Tên thành phố cái nó mới trong đó ông vớt xong ha, ông vớt xong cái lúc đó là kể từ đầu tôi mới đầu tao nhang cái. Dạ. Bà gì tôi mới xuống mà ông mới xuống mới gờ sao ở dưới đì nó là nó cứng còng luôn, mới kêu á ông anh xuống, rồi ông anh á xuống gờ cứng còng, ông sợ đi mới kêu cái ông chú Sáu đó xuống giả ra vàng quá vàng mà tôi hiện mình từ nhỏ lớn á, tôi nhỏ tôi thấy cái nón kết vậy nè. Ừ. Mà đầy cái nón kết luôn á. Trời. Tôi nè túc ly nè gái cãi đồ rồi cái vàng đó là mình sao mình ông lấy ông cho ông bỏ ông lấy ông đi luôn ông tại ông xuống mà ông lấy gớt lật đỡ cái đất nữa. Đó, dài với này gớt tụi tôi á, còn mình cũng nghèo khổ mà. Dạ. Cái nói thôi để mình đi kiếm coi ba bốn chị em cái đi xuống kiếm mà không thấy cái ông ra cao ông đi ngang ông lụm. Trời. Ông lụm một miếng vàng lá vậy nè. Wow. Nó là thằng nhỏ nó kêu vậy nè, nó kêu là nó về nó kêu đúng rồi 5 7 8 9 là vượt biên nhiều biết không. Nhiều. Cái lấy vàng rồi tạ cái không có lắp nó đâu, không có ấy cái nó tôi tới tôi lui ông bãi đằng này nè với dì hai với anh em nữa. Dạ. Mới lắp lại đằng cái bãi đó nó mới về nó kêu má nó, má ơi giờ con tấp ở dưới bến tre ngang cây bàn lò gạch á. Dạ. Má đi thẳng xuống đừng hỏi thăm ai, má đi thẳng xuống cây bàn ở lò gạch ở bến tre vậy. Wow. Mà còn vàng nữa vậy cái hả? Vàng nó còn trong này nè. Trời còn ơi. Một sợi dây chuyền luồn qua đây luôn vậy đó hả? Là cái người mất là họ đeo hay sao chứ sao? Cái người mất cái kiểu đi vượt biên người ta luồn vàng rồi vàng vậy như đi vượt biên để đem theo trong người người có nghĩa là bị chìm tàu chìm ghe này kia rồi mới mất sang tàu á cái mới gớt rồi bắt đầu mới gớt rồi mới trôi về chỗ này đó ha. Đúng rồi. Rồi sau đó là những cái vàng đó là như thế nào cô gì? Thì vàng đó người ta lụm người ta lấy nữa. Ai lấy thì cái ông cái người nhà này, xuống hả bài. Nhà lấy sợi dây không à? Cái cũng như cái ông đó ông xuống ông lụm ông lấy. Dạ. Á ông lấy rồi bỏ tôi tới tôi lui rồi giờ còn một sợi dây chuyền ở trong này nè. Ông cái ngày mà bả xuống á bả lấy á mà ông đứng rồi ông cũng khóc, cái bả nói khóc còn tiếc cái sợi dây chuyền. Cái ông đó ở đâu cô Diễm biết không? Ở đây nè, sát đây. Ồ đây luôn hả? Vậy cũng chết mất. Ồ mà đi vượt biên là năm 7 mấy đó ha. Ừ. Dạ. Năm 77, 78, 79, 80 này kia là người ta đi vượt biên nhiều ha con. Lúc đó năm năm 8 mấy, tôi nhớ năm 8 mấy tại tôi cũng mười mấy tuổi. Đó tại phan tàu người ta biết chết. Cũng như sang tàu. Người anh của nó thì ở tên Mỹ Thành vớt, người ta cũng mấy cái đồng hồ bằng ấy không đó là người ta vớt, ta chôn cất đàng hoàng. Dạ. Ừ. Còn nó thì má nó ở thành phố, nó về nó kêu. Kêu má nó xuống tại dưới này luôn. Dạ. Rất là linh đây tại ấy nói chứ hồi đó tôi chụm lò. Dạ. Tôi thấy tự nhiên thấy đây ngoài này sáng tưng à. Dạ. Cái tôi xịt đèn pin ra cái xa cái tôi ấy cái tôi không thấy gì, sáng tôi ra tôi không thấy gì phải. Ủa? Sáng ra đốt nhang xin lỗi vì cái ảnh hưởng là xin cái lỗi bảo những người mất mặt mày như cũng như con à. Không biết. Dạ. Giờ con lỡ mà con xịt con thấy vậy rồi cũng như tha cho con đừng có cho con bệnh hoạn này kia. Dạ đúng rồi. Con không biết. Nó bị si là cái lúc bão số 5 tàu đồ kéo ở đây á. Dạ. Rồi mạnh nào nấy làm. Mấy người ở Ba Ti, Thạnh Phú, ở Bình Đại đồ á. Dạ. Lên đây là cái lúc cái bàn này xum xê lắm. Nhánh xà xà đúng luôn. Rồi. Rồi lên đây không có dạng như ăn ở không có sạch sẽ đó, chỗ này. Dạ. Đó. Thấy không? Dạ. Phơi đồ giáp vòng cốt vàng nè. Theo đó là hai mươi mấy năm rồi á. Là nay 20 con gái tôi 26 tuổi rồi. Cũng như làm cái nhà tắm ngang đó đó. Đó. Ông trời ông quýnh á. Thì ông quýnh tét cái đó. Tét cái cây ấy cái nhà tắm. Ai làm nhà tắm ở đó? Cũng như mấy người đóng tàu á. Cũng như phơi. Ngày xưa người ta không biết. Phơi quần biết nhưng mà phơi quần xẹp đồ nãy kia đó đây nè chỗ ông. Tại cái chỗ linh thiêng mà đi làm toilet rồi phơi đồ bậy bạ này kia cho nên là cái bị bão số 5. Đánh tan cái đó luôn ha cô. Đánh sập cái đây luôn. Quýnh bằng không chết người. Quýnh mà cây bằng tươi nha.
bự bự bắp đùi nó gớt lật đật luôn. Mà không chết người, nó cũng như là mé gọt bắt đầu từ từ nó mới cháy. Nó cháy nó khô nó đứng cũng vẫn đứng cái tỉnh mới nhánh bự bự nè. Cái năm rồi thời gian sau nó mục nó mới gớt xuống nó sập cái miễu này. Đó. Không? Rồi còn một chiếc tàu cuối cùng dựng hai chiếc ghim thái bên hông đó. Nó gớt xuống vừa bước vô gớt bấy nhầy hai chiếc ghim hàng đó không sao. Trời. Sát bên luôn mà không sao. Vậy mà nó bấy hai chiếc ghim luôn. Ghim Nhật hồi xưa mới ra cái năm mà mới ra ghim Nhật cái nó rớt và banh chành bấy luôn ha. Bấy luôn rớt, không chết người. Lép. Cái bàn này nó khiến là không chết người, tời đánh cũng không chết người nữa. Mà trong đây tông quá tời mây luôn á. Mà không chết người. Không chết người. Cái bàn bị ảnh hưởng là nó suy sụp luôn tới năm nay luôn. Nó bị nó khô rồi. Đúng rồi. Nó khô. Giống như nó già quá ha, sao ha. Rồi tời quánh nữa nó khô. Cái miễu nhỏ này hồi đó ha, cô ngủ. Cô thấy là có một cái miễu này tự nhiên cô ngủ cô thấy là làm thêm một cái có một cái miễu sát bên nữa. Cái năm đó là cô đi nuôi bệnh tình phố, cô mắc nợ đó, cô đi nuôi bà đó tình phố. Cái tự nhiên nhỏ đó nó nói sạch miễu rồi cô Diễm. Cái tôi mới điện cho cái chị đó đó. Rồi mới điện cho chị rồi chị ra đây. Chị hỏi về cưng đâu, em nói em đang ở trên bệnh viện Tâm 15 rồi đâu chị ra ngoài chị coi nhỏ cháu nó điện. Cái sau tôi về tôi thấy sao làm thêm miễu này nằm chim bao tôi nói y chang. Vậy là cái miễu này là mới làm hả? Mới làm. Thì cái lúc mà cất này nè, thấy luôn. thấy cái miễu y chang vậy luôn hả? Y chang vậy luôn. Hôm đó có cặp ngựa ai thỉnh đi rồi. Ai đem về chùa gì rồi. Chứ chứ là hôm đó có con nhỏ nó thấy là có một chiếc xe ngựa. Nhỏ cháu, nhỏ con ấy, con thấy chiếc xe ngựa. Nó nói là ngựa chào bá luôn. Nó đi vừa đi qua đây nó không có nói, nó xuống tới là vừa nói gì Diễm. Hồi nãy con đi ngang á. Con thấy có một chiếc xe ngựa dừng ở đó đó mà có cái ông nó rất to quẹo vô cái miễu này là nó cũng như thuộc gì là có người dựa cao siêu á. Bởi vì nó nói người đó là ai? Nhỏ đó, nhỏ cháu đang ở nhà tôi nè. Nhỏ về, xíu hả? Quê nó đâu? Có thấy hả? Quê nó thành phố nhưng mà nó bạn của nhỏ con. Rồi, con hiểu rồi. Đi bằng đêm thì là nó thấy người là nhỏ người này mặt không bà về rồi. Đi xe ngựa. Mặt á. Dạ. Giờ nó còn ở đây không hay nó về? Còn. Nó nói mà mình giận ốc luôn ạ. Rồi cái sáng á mình ra mình giái mình cúng đồ này nọ. Có nghĩa là cái người mà giống như có tâm linh kìa mới cảm nhận mới thấy được chứ không có thì không cảm nhận được. Nó làm cho nó coi như là bê bê đê. Rồi mà thằng ba vậy đó. Giống như là cái vía nó yếu ha. Nó cũng như thuộc con của ông gì giờ cũng như là cái nó cũng học cái ông thầy đó giờ ông khoáng cũng như khoáng nó là luôn rồi đó. Bởi nó đi là đi bình thường vậy ha, bữa hổm nó đi vừa quẹo vô cái ngõ nó nói có người đứng ngang cái ngõ là nó phải dừng xe lại xong rồi nó mới đi, đợi người ta đi qua nó mới đi. Vậy là con bé đó là nó cũng linh tính ha. Cái miễu này đúng ra người lạ hạp là chắc cú, tôi nói chắc cú giấy là có linh. Nhiều người ta ra mình xin số cả đống bởi đâu có cho. Như mình xin có nghĩa là cái miếu cái chỗ linh thiêng này là bệnh hoạn đồ nãy nọ là bệnh hoạn làm giấy tờ bằng ăn đồ nãy nọ nhưng mà cô giái vậy cô cũng như cô giái ở được miễn có công an chịu làm hoài ít có không nói thiệt với con ha lúc mà cô ha bế bởi vậy ông trời ổng đâu có cho mình bế tắc cô ha tưởng tượng là bế tắc luôn á mà cô ra cô giái xin bà xây chuyển cho con á mà có đồng ngân con đừng có cho con già cũng được miễn con có cơm ăn áo mặc đừng thiếu nợ hoàn gán mận tả nợ hết. Rồi con ra con làm công quả con quét dọn này kia rồi có linh không cô có đều có chút ít hoài vậy có bữa hổm túng được 10 triệu. Ồ vậy hả? Túng 10 triệu ông này túng bữa gầm 13 tháng 7 ông túng 3 tờ cũng như khuyến khích 6 triệu được 18 triệu. Dạ. Chỉ thì túng 10 triệu đó hả? Một tháng sau là tôi túng bữa 16 tháng 8 là tôi túng được giải 10 con triệu. 4 ngày vậy hả? Tôi cũng không biết túng giải đó nhiêu nữa. Cái chị em bạn dâu nó nói đâu cho em dò coi cái nó rồi chị túng được 10 triệu rồi nè. Vậy là trước đó là cô cũng có gian giái này kia đó, nhưng mà gian giái dữ lắm hàng ngày luôn á. Chứ mình khổ mình chỉ giái ơn tên xây chứ không có giái túng nhiều ha chứ nói chung là có đồng ngân mình
xây sở sống như vậy thôi, cuộc sống thôi. Ở vô 18 triệu tiền giữ mừng thấy sợ luôn, mừng hết lớn luôn ha. Ờ vừa đó nói chứ mà. Mình bình thường như giờ mình 18 triệu mình giờ đi làm muốn làm thuê lâu lắm, cái năm biết có dư không nữa, vô phương luôn. Sơn nè, ổng giờ nhà ra đây ở. Cái tôi mới nói thôi để ra đây ngủ, đừng khuya đi mà cho gần. Cái nói 1 giờ đi làm. Cái mình cũng không có dặn đồng hồ. Cái đang ngủ sao cái kêu Diễm ơi, dậy đi làm. Là mình dậy cái đúng ngay bon 1 giờ luôn. Đúng giờ luôn hả? Một lần sau nữa cũng kêu vậy luôn. Wow. Đó. Cũng hay ha. Cái giống như là cái giờ giấc đó là mình nhớ như vậy, nhưng mà làm như có người nha, là họ biết trước, họ nhắc nhở mình. Nói từ cái khu vực này lên lắm, đây dài tới đẳng ha, là cái bữa đó ha, tôi nửa phê là 1 giờ tôi mới dậy, tôi mới đi. Tôi mới đi tiểu đi. Tôi tiểu cái tôi mới cái ngang chỗ cái con nhỏ mà lắp nó nhỏ mà chết tôi lắp á, tự nhiên tôi thấy con đom đóm mà ngón cẳng cái tôi vậy nè, hổng sao nghe tôi còn tự nhiên từ ở đó thay vì bay vô là gạch ông bay nha, tự nhiên bay thẳng vô nhà tôi luôn. Dạ. Ờ cô cúng hả cô? Ờ cứ quay đi. Ờ cô cúng đi, chị vô cúng đi, cúng đi. Để cứ vậy ai. Rồi. Cứ vô cúng. Dạ. Dạ. Rồi vậy á, tự nhiên bay thẳng vô nhà tôi luôn. Dạ. Cái tôi nói nha, nếu mà ông bà nếu mà thương con bay thẳng vô ha thì độ cho con. Dạ. Khỏe mạnh, thay chuyển cho con có đồng ngân thì con ra con cúng con tả lễ. Dạ. Có đâu cách 2 tháng sau là tôi túng giải 10 triệu á. Vậy đó ha. À, rồi ra cúng tả lễ. Giống như là cái chỗ linh thiêng này thì không phải người nào cũng cầu ước được thấy. Đúng rồi. Mà có nghĩa là phải mình, hạp. À, mình với mình tin tưởng tin, người ta. Tin tưởng với hạp mới được ha cô Diễm ha. Mình tin tưởng người ta là linh thiệt, nhưng mà mình phải tin tưởng người tưởng. Ta. Tin tưởng mình mới tới đây, mình không tin tưởng. Đúng rồi. Nè. Còn không tin tưởng thì không có. Hai vợ chồng tôi với rể con tôi ngủ được ở đẳng. Dạ. Không ai mà ngủ được. Nhưng cha em nãy lại nó ngủ cũng như tốn nợ đi ngủ mới nhà, nó mấy ngày đó, ngủ đâu đánh được đánh nó đi về luôn á. Vậy hả? Ngủ nó đâu có cho đuổi. Đuổi đâu có cho ngủ. Như cô chú đây là sống ở cái chỗ ngoài kia với là tới nay là hình như 30 mấy năm à. Ba mấy năm là cái chỗ nhà nhỏ ngoài hả? Ừ, nhà ngoài rồi dưới đây là 30. Nếu mà tôi ở cái lò gạch này ha là ba đời rồi ha, tôi ở tên 10 cái nhà rồi, ở trong lò gạch này rồi nè. Tên 10 cái nhà tay xưa là tôi ở ngoài đó đó. Dạ. Yeah. À, tại sao cái giờ vô đây tôi nói giờ vòng chú về Bình Phú này gặp bà này là 30 mấy năm rồi. Đó là ở đất này cũng 30 mấy năm. Thì là có nghĩa là chỉ có cô chú với gia đình cô chú mới ở được vậy thôi. Đúng rồi. Chứ hoàn toàn những người khác lạ vô là ở chừng 1-2 bữa là bắt đầu là đuổi, ở được. Đuổi không có cho, đuổi thấy tầm bậy bà người ta đuổi người ta đâu có cho ở. Chỉ lên mà nằm tưa, ngủ tưa thôi còn không cho đó. Dạ. Yeah. Không vậy cho đuổi á. Wow. Mấy đứa nít nó chỗ này của tôi đi đuổi đâu có cho. Vậy luôn hả? Đâu có cho. Thanh thiền quá ha. Dạ. Chị cứ vô cúng mình thôi đi chị. Chắc cú luôn ở đây là tôi ở là vợ chồng con cái ở được chứ hoàn toàn người lạ mấy người tôi nói thiệt lạ tối ai dám đi đây tôi con á. Vậy à, một hai giờ đi như bữa nào mà tự nhiên bữa tôi đi ngang đây cái tôi lạnh xuyên sống đi. Dạ. Một tuần lễ là tôi không có đi đường này. Ừ. Tuần lễ là tôi không đi là tôi biết có người phước mặt phước mày người ta đang đứng đâu đó. Wow. Tôi không có đi luôn. Không có đi tôi luôn. Tôi đi vòng đường kia. Đó, cô cảm nhận được ha. Đúng rồi. Dạ. Tự nhiên ớn chạy ớn xương sống cái trời ơi nó khó chịu người rồi. Chắc mời cô ra bà dọn dẹp. Dạ. Phụ. Đó như đây chắc cô chị này chắc cũng đến đây đi cúng kiến hả cô chú. Dạ. Đó thì Phú cũng chia sẻ cái vấn đề tâm linh này, nói chung thì bà con cô bác nào tin tưởng thì xem. À, ví dụ có đến đây cũng cúng kiến này kia, còn nếu không tin tưởng thì lướt qua nha cô bác anh chị, chứ để nhiều khi nó Phú tuyên truyền gọi là mê tín gì đâu này kia là không phải nha. Dạ, nói chung là Phú cũng đến đây để gọi là thắp hương đó, thì cũng gian giái rồi sẵn tiện thì cũng có cô chú ở đây là cái người mà giữ miếu nơi đây, cậu Lòng ở đây thì cũng là cũng ở chòm xóm đó, cũng tới đây cũng người thật việc thật, có nghĩa là ba vị này là giống như là đã tới đây để gian giái cúng kiến hay gì đó là sự thật việc thật như vậy thì Phú cũng chia sẻ. Còn nếu mà bà con cô bác nào không tin tưởng thì lướt qua nha, đừng có xem nha. Dạ chứ xem còn nhiều khi nói Phú tuyên truyền mê tín gì đâu hay này kia là không phải nha. Dạ. Đây là nếu người thật việc thật. Hỏi tôi. Dạ đó. Cô Diễm ở lò gạch, dạ thành phố Bến Tre. Chứ đừng có lướt rồi coi rồi nói này. Coi nói này nói kia thì tội nghiệp. Thẹp. Dạ, cứ tới đây đi rồi hả? Biết.
Dạ mới hiểu được chứ nhiều khi nói trên đây nhiều khi bà con bác mình không hiểu, nhiều khi cái nói là Phú làm chuyện này kia thì không phải nha. Dạ chắc cú, nó là chắc cú. Dạ, dạ. Người ta, cái miễu này người ta đã cả cả tầm mấy tôi đứng cho tôi cất cái miễu này nè, tôi đứng cho tôi cất như cái ông kia ông đứng ra cái ông này là làm thứ hai nè, bước chân vô đây là lần thứ hai nè, lúc mà chị bệnh á, bà chị bệnh á mình là cậu Giang Giái Đại mình Giang Thiên thì bà giúp giùm. Dạ thấy chị mình như như nãy cậu kể là cậu có một bà chị ruột là bị bệnh ung thư buồng trứng này kia ha, là tưởng đâu là chết mà không được á, mà cậu vô cậu nhưng mà cậu van vái này kia mà cuối cùng là bữa giờ cô cũng đã đỡ đỡ là bữa nay là coi như là mình vừa thuốc vừa đi bệnh viện xạ trị đồ này kia đó, rồi với mình cộng lại với cái gian giấy đầu tiên rồi sao mới vô thuốc á. Dạ, bác sĩ tao mới vô thuốc là chỉ yếu rồi, coi như là bụng nó nước nó gì nó trướng rồi là lấy ra là cả 7-8 lít nước, tưởng đâu là đi ha. Nhưng mà cậu tới đây gian giấy này kia là bây giờ cô thấy cũng đỡ rồi, hôm nay là chị mình khỏe bị nay do mình thắp hương tới lại. Dạ dạ đó, đây là người thật việc thật đó, chung là Phú không có nói thêm nói bớt gì trơn các bác chị nha. Dạ thì nay là chỉ khỏe mẫu bữa nay là hồi đó là nó nói là ác tính gì đó là mẫu không được á, bữa nay là xạ trị nó nhỏ nó teo lại rồi, bây giờ là mẫu được phần nửa rồi đó, bây giờ là xuất viện này là 3 ngày ha, là giờ là qua Tết là mẫu một lần nữa nó mới hết. Dạ hồi nãy con cũng tới thắp hương rồi thì cũng xin sư phép chư vị nơi đây. Dạ cho con xin phép và con quay ghi hình chút xíu nha quý ông bà Phúc Mạc Phúc Mày. Dạ hồi nãy con cũng tới con đốt nhang thì con cũng xin phép rồi đó. Dạ giờ có vợ con vô để xin phép đốt nhang cho chư vị Phúc Mày ạ. Dạ dạ đúng rồi, vô đốt nhang đi con. Vậy là cái gốc cây này là trái bao lâu rồi cô Diễm? Cái này trái lần thứ hai, trái lần thứ nhất cũng 7-8 năm rồi hả? Không chết nè, 7-8 năm. Đúng rồi, 7-8 năm rồi. Dạ. Mình về đây vậy hả? Có nghĩa là túm lại là trái hai lần rồi ha. Trái hai lần. Đây là cái gốc cây nè cô bán chị. Dạ. Như tôi có viên trái với cây bàn nè. Cô thấy hả? Bữa đó 1 giờ mấy đi ra, bữa gầm tháng 10 luôn. Gầm tháng 10 mới đi ra. Dạ. Cái ba thằng BD nó ra nó cúng ngoài đó đó. Dạ. Bắt đầu tự nhiên tôi đi ra tôi nói thôi để đi ra đốt nhang miễu này gầm. Dạ. Ra đó nha, trái lập bập nó bà nội này bà đốt rác ở đâu mà nó trái dữ ra thấy bà lên. Dạ. Rồi cô mới ra ngoài. Vừa chạy mà chạy hai cái chẳng chạy không nổi luôn á. Dạ. Rung á, nó trời đất ơi cháy nữa rồi. Ra kêu chòm sớm đó rồi điện cho công an khu vực này nè. Dạ dạ. Rồi điện lên xã. Có nghĩa là cái cây này dạng như là cũng lớn, nó bự quá trời hả cô Diễm hả? Dạ. Cái điện cho chị Quyền đó. Dạ. Đây là bà con bà bác. Gốc này nó lớn dữ lắm, chiều đường kính Phú Nghĩa chắc khoảng chừng khoảng 3-4 mét gì đó. Nè. Lớn dữ lắm, lớn nè. Đó mà cuối cùng vẫn còn một cái gốc này bên đây nó sống nè cô chú anh chị. Nè. Đó. Bên đây thì có một cái cây keo nè. Cái này cây keo phải không cô? Phải không? Cây keo nè ha. Đây cây keo nó lớn nè các anh chị đó. Đây là sông Hàm Luông nè quý bà con cô bác. Dạ. Sông Luông ở đây đó. Từ ngày xưa là ha. Ủa trời em vô hết cái, mình lấy mà. Cái này ở đâu vậy chú Sơn? Cái khánh này của chú nè. À rồi chú thấy thôi không có ấy gì á, chú ghim ra đây đặng mấy ông đĩa này nằm ngoài trời ngoài mưa không. Dạ lấy cái đem ở đây thờ ha. Đem ra cô phải lấy tên này cô che lại. Che lại chứ để ướt hết. Nó không có đầu, không có ấy kìa, dựng để vô trong cái gốc này. Trời ơi, cái tượng sức đầu rồi bể rồi. Đây bên đây còn nguyên nè các bác chị, bên đây còn da nè. Cái cây bàn nè còn da này kia mà ha. Bọng ở trong mà nó còn sống nè, nó hay dễ sợ ha. Lạ ghê chứ hả nè, nó tán nó dài tới mà kia luôn các bác chị, ngày xưa nó bự lắm. Mà bảo thì để với lại nó nghiêng vậy? Nó nghiêng qua mấy sông cái đầu nó ngã để vậy nè, đang ta biết ta để tới cây rồi bông qua rồi đây chứ giờ chặt hết trơn rồi để cúng vô đúng giờ cúng ai để này nè chứ không là tôi mới để dục con ngoại đây ngày xưa người ta chết trôi chết nổi này kia là cũng tấp ở đây nè cô anh chị, như nãy cô chú có kể là những người ta vượt biên á đó. Dạ những thi thể là tấp ở đây nè. Mà như giờ là cô chú ở đây là chỉ có cô chú ở đây là với lại gia đình cô chú Sơn ở đây là mới ở rồi mới sống được thôi, chứ còn người khác là ở không được.
là bị đuổi hết trơn. Nhưng giờ cô chú là ở đằng kia hả? Ở cái nhà chòi đằng kia hả? Là chỗ đó giống như là chỗ của cái cô như con nít nào mà dám đâu có dám cho ra đây ở, chỉ con cháu thôi phải không? Dạ, trong nhà thì mới ở được phải không? Nhỏ cháu ngoại. Hồi xưa cô Chư Hồng cổ là vừa tấu. Dạ. Có không vừa tấu nữa. Dạ. Để cho chú ở. Đó như dòm ngó thứ nhất là cái miễu này cho xì ke hả tí đồ. Dạ. Ô quế đồ á. Dạ. Chứ cái lò gạch này là lâu chưa chú Sơn? Cái lò gạch này là nói đúng là nó cũng là ngang ngửa với ngang ngửa với cái hoàng này hả em? Cái 26 năm rồi nè. Vậy em cái lò gạch này cũng ngang ngửa với cái bàn này ha, dưới này nè. Vậy cái ba cái lò gạch này mới. Thì mới, tên đây mới giờ xuống đó. Là cũng mấy chục năm á. Đâu đâu vẫn còn tới tham quan cái lò gạch xíu chứ. Đó thì hai cái lò này. Dạ, cũng mấy chục năm mà ông ơi. Dạ. Nó thì có nghĩa là ngày xưa ở đây là làm gạch hả chú? Gạch không, đây ngày xưa gạch. Dạ. Lò gạch. Rồi đất ở đâu là mình làm mà chú? Mua ở đâu là? Mua mấy cái vùng trong này nè, đào ta chở gì đây? Đào. À làm đất hả? Mấy cái chỗ. Chở về đây rồi mới làm gạch đó ha. Chạy gạch rồi phơi khô rồi vô nung. Dạ. Đó. Khu này là mấy chục cái lận. Vậy đó hả? Khu này mấy chục cái lận. Mà có nghĩa là rồi bỏ chắc cũng lâu hả chú? Rồi không làm cũng lâu hả? Rồi bỏ thời gian ha, rồi cái bà Tư này nè, bà thấy về bà vô bà mướn, bà nó xây lại hai cái này. Dạ. Là riêng của bà. Dạ. Đó thì cũng cả mười mấy năm. Dở anh cát nè. Cũng dạ. Có mười mấy năm mấy cái nền. Con là gạch. Nè mấy cái nền này là nền máy không à? Xưa dạ. Là máy móc không á. Dạ. Còn tồn tại được cái này chắc cũng lâu đây. Lâu đời lắm rồi ha. Thì bà mới gia cố hai cái lò này cũng là mười mấy 20 năm. Rồi giờ là bỏ luôn hả chú? Giờ bà nghỉ đang chờ bỏ luôn ha. Coi nhà nước có gì không á. Dạ. Thì bà cũng kiếm chút đỉnh. Thứ nhất là bà mướn. Dạ dạ. Một công mấy khu ngoài đây bà mướn. Giờ bà còn mướn. Bà dạ. Còn hợp đồng, chưa còn hết hợp đồng. Vậy nhưng giờ là cũng lấy gạch về đây để phân phối lại hả chú? Là lấy mua gạch về là để bán bán lại giờ là xây dựng ha. Chứ hồng hầm như Vĩnh Long đổi xuống á. Dạ. Cô Tư Hồng mới mua. Dạ dạ. Mua về đặng bán. Dạ dạ. Không có nghĩa là bán lại kiếm lời. Không còn chạy. Cực. Ngày xưa chú Sơn có nấu có luôn gạch đây không? Đây ổng tu với bả. Trời ơi suốt luôn. Cái này ngày xưa mình chụm trấu hả ta? Chụm tấu 7 ngày 7 đêm nữa. Chuốt luôn 7 ngày 7 đêm mới thành cục gạch. Khi ướt rồi hơn nữa. Dạ. Rồi ngưng ít bữa vô tống chu ấy. Một hầm như vậy là mình chứa được khoảng bao nhiêu gạch chú? Chắc cô Diễm gành. Cũng nhiều lắm. Cũng gành lắm ha. Như cũng bao nhiêu muôn á. Dạ dạ. Bao nhiêu muôn gạch. Wow. Giờ còn khổ mà. Dạ. Rồi hôm nay thì Phước cũng đến đây một cái vị trí ở thành phố Bến Tre của anh chị. Một cái nơi tâm linh, nói chung là chỉ cô chú ở đây, rồi cũng có người nào mà có nghĩa là hạp mà đến đây rồi cũng cúng kiến rồi mới có cái gọi là cái năng lượng, gọi là mới cũng như là linh thiêng đó. Thì bà con bác nào giả sử mình tin tưởng thì mình xem, còn nếu mà không tin tưởng thì lướt qua nha, chứ để nhiều khi ngủ ha. Cô chụm lò ở đây nè, cô ngủ ha. Dạ. Con chụm lò là ở đây là cũng cô cho chị cũng có 20 năm. Vậy đó hả? 20 năm á. Dạ dạ. Rồi thôi, sớm giờ thì Phú cũng đến đây thắp hương thì cũng cúng kiến. Nói chung là Phú cũng muốn chia sẻ một cái nơi gọi là linh thiêng. Nói chung là cũng có lâu đời rồi các bác anh chị. Dạ. Thì cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã xem hết video nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn quý bà con mình ở những video tiếp theo.